Xin chào tất cả các bạn nha. Mấy hôm nay mình bận quá cho nên mình không có làm clip được. Do mình cũng mới về quê. Và khi mình về quê thì được người ta cho những cái này nè. Đây cái đầu đĩa hồi xưa là cũ, rất là cũ rồi. Và đồng thời cho rất nhiều âm ly. Đây. Mình tháo đồ ra mình thấy những cái này còn tốt này. Bên thế này. Đây, các mạch điện. Kể cả cái bo của cái UBS. Đây, âm ly này. Quá trời đồ luôn các bạn. Quá trời luôn. Tha hồ mà nghiên cứu. Nếu mà không mình gỡ linh kiện này kia ra cũng được. Mấy cái biến trở mà cần gạt này. Rồi volume này. Đấy. Quá trời quá đất. Còn nhiều nữa. Đây. Người ta nói cho để lên làm clip, thứ hai là chế được cái gì thì chế. Mình rất là cảm ơn. Đây, những cái bo này là của cái đầu đĩa DVD hồi xưa California, nhưng mà nó hư rồi. Đây, bo nguồn. Thì trong cái mớ này mình thấy cũng có thể áp dụng được rất là nhiều thứ. Thì sau những ngày sắp tới mình sẽ tận dụng các cái đống phế liệu này nè. Mình sẽ làm ra những cái mạch điện ứng dụng được để có thể các bạn theo đó mình tận dụng theo những cái mạch điện này. Rồi các linh kiện như thế này. Đấy, một con linh kiện các bạn mua bèo nhất nó 10.000, mà mình gỡ được trong các cái mạch này ra thì nó rất đỡ rất là nhiều chi phí, kể cả mấy cái biến này, cái biến áp này nè. Đấy. Relé ít nhất 7.000 một con đấy. Mạch này thì chắc đang còn tốt. Nó dùng cái con này là K2608. Đây mình có tháo hai cái tản nhiệt. Đây thì nó lại dùng cái con IRF3205. IRF3205 công suất nó cũng cao. Sau này mình sẽ dùng hai con này, mình tháo hai con này ra tiếp, mình làm những clip tiếp cho các bạn nha. Sẽ có rất là nhiều mạch điện thú vị và ứng dụng được thực tế trong các cái đống này nè. Các bạn cứ hãy ủng hộ mình nhé, nhấn đăng ký kênh theo dõi để đón xem những clip mới của mình. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sắp tới nha. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi để tận dụng lại cái đống này nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.